đủ rồi. Thì chúng ta không có tay vịn, thì chúng ta có đâu là chúng ta không biết ra. Quý vị amen không ạ? Có nhiều người như vậy ngưỡng mộ vâng. Chúng ta cảm ơn Chúa thì họ được Chúa thần minh. Chúng ta cảm ơn Chúa thì công bất cưng đã xảy ra ở tại đó. Nhưng mà không phải để chúng ta chỉ ngồi ngưỡng mộ. Ô cái thằng bé đó trông hay quá, 11 tuổi, nó là siêu sao Windows. Có nhiều người đặt câu hỏi, vì sao em đánh hay vậy? Thằng bé trả lời đơn giản, vì mỗi ngày em ngồi trên trống 2 tiếng. 11 tuổi trở thành siêu sao là một trong thần tượng đánh trống của Indo. Tôi hỏi lại các bạn trẻ, các bạn bao nhiêu giờ các bạn ngồi để đánh trống? Bao nhiêu giờ các bạn ngồi để tập dượt cho cái ơn tứ, cái sở trường của chúng ta? Ngưng ngay, đừng ngồi ngưỡng mộ nữa, mà đến lúc chúng ta phải xem lại. Tôi rất là thích các bạn giải một số điểm vừa rồi. Xem lại, vì sao người ta hơn mình? Vì sao người ta ở đẳng cấp đó? Đây là lúc chúng ta cần sửa. Tại sao họ hát bằng tiếng Anh mà các bạn trẻ họ nhảy lên? Người ta không biết gì hết, người ta vẫn nhảy. Đó là cái gì vậy? Đó là linh. Vì sao người ta đầy nhảy linh của Chúa vậy? Mà tôi đọc gió hậu đó cho các bạn của bạn nhạc của tôi. Đã đến lúc các bạn xem lại. Đừng ngồi ngưỡng mộ nữa, mà đến lúc chúng ta phải sửa lại. Nếu kỹ năng các bạn kém, ở đâu cũng có thể học được hết. Còn nếu linh các bạn yếu, thì các bạn trở lại ngay chỗ là công việc. Ngay cái chỗ tìm kiếm Chúa, ngay cái chỗ các bạn kết ước với ban nhạc, kết ước với hội thánh, nơi cái chỗ mà các bạn đầu phục người lãnh đạo, nơi đó dầu của Chúa sẽ tuôn đổ trên các bạn. Amen. Đừng ngồi ngưỡng mộ nữa. Và đó là điều mà tôi đã nói chuyện với các bạn trẻ trong bài học của mình. Hãy quý vị, có đôi lúc thì chúng ta chỉ ngồi ngưỡng mộ người này, ngưỡng mộ người khác, nhưng mà hãy xem lại chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Vì sao linh của Chúa vận hành ở chỗ đó mà linh của Chúa không vận hành chỗ này? Có phải đang ở chỗ đó khao khát Chúa, họ mong đợi Chúa, họ tìm kiếm Chúa và họ nói rằng Chúa ơi, con không bỏ ngày đó cho đến khi ngày ban phước cho con. Còn ở tại chỗ chúng ta cứ ngồi, Chúa ở đây tối tăm lắm, Chúa ở đây bắt bớ lắm, Chúa ở đây khó mà lên lắm, Chúa ở đây chúng ta cứ than hoài thì sẽ không bao giờ chúng ta nhìn thấy cơm hương ở tại đó. Cho nên quý vị hãy xác lập, và như tôi đã làm chứng cho quý vị thì tôi bắt đầu nhận hộ thánh. Và tôi hỏi Chúa ơi, điều thì con bắt đầu đây, con sẽ bắt đầu từ chỗ nào? Một phòng ba thành viên trong hội thánh chúng tôi, chúng tôi hội thánh có sửa cũng khóc, không có sửa cũng khóc, xác thịt chia rẽ, nói xấu nói hành. Ôi, tôi nói Chúa ơi, con có hội thánh gì sao? Ôi Chúa ơi, con bắt đầu từ đâu? Chúa bảo con bắt đầu xây dựng hội thánh lớn. Chúa bảo con bắt đầu xây dựng hội thánh mạnh, hội thánh kiểu mẫu, vậy con bắt đầu từ đâu Chúa? Và Chúa nói tôi, hãy bắt đầu bằng chỗ công việc. Hãy để dành một tiếng mỗi ngày cầu nguyện. Và tôi đã thưa vâng với Chúa đi. Và cảm ơn Chúa, mỗi chiều chúng tôi cầu nguyện một giờ. Và khi đến đó tôi cầu nguyện, và tôi được Chúa nhắc nhở về cái lời tiên tri ở trong ECG, hãy nói hay đắng, hãy cốt khô, và Chúa sẽ đãi theo những gì chúng ta nói. Tôi cầu nguyện ra lệnh, tôi đuổi tất cả những linh của xác thịt, tôi đuổi tất cả những linh của sự nói xấu, nói hành, chia rẽ, tôi nhớ danh Chúa đuổi nó ra khỏi hội thánh. Tao không chấp nhận mày, tao đuổi mày, linh của bệnh tật, linh của nghèo đói, linh của nợ nần, linh của sự xung đột. Và tôi cầu nguyện đến nỗi mà chiến của tôi đi cầu nguyện buổi chiều, họ thuộc bài cầu nguyện của tôi luôn. Và tôi nói tiên tri cho hội thánh đó, sẽ là hội thánh lớn, hội thánh mạnh, hội thánh đứng trên chân của mình, sẽ thành một đội quân mạnh mẽ cho Chúa. Và cảm ơn Chúa quý vị, sau một năm, 6 năm cái ghế trong hội thánh chúng tôi không còn chỗ ngồi. Và tôi tiếp tục cầu nguyện nữa. Và cứ mỗi một ngày một giờ thôi quý vị, tôi cứ nói tiên tri, tôi cứ nói với Chúa Thánh Linh rằng Chúa ơi, đây là nơi mà Chúa hành động.
và cảm ơn Chúa, lễ thứ hai bắt đầu được xảy ra. Và chúng tôi mở lễ thứ hai và Chúa bắt đầu hành động đem người tới. Và đến năm thứ hai thì tôi thấy chập rồi, tôi nói Chúa ơi chập rồi. À, tôi cầu nguyện Chúa trong một chỗ lớn hơn và cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng tôi chỗ lớn hơn. Và sau 2 năm chúng tôi cảm tạ Chúa 150 người trong này. Có nhiều người nói tại vì một sư lâm là một sư tổng quản nhiệm. Tôi nói không, xin quý vị đừng giới hạn Chúa ở cái chỗ tổng quản nhiệm. Không có, cái chỗ mà tôi làm đó là cái chỗ tôi nói Chúa rằng Chúa ơi, không bởi quyền thế, không bởi năng lực, mà là bởi thần của Chúa. Và chúng tôi nhờ cậy Chúa bằng sự cầu nguyện và linh của Chúa hành động, chứ không phải tôi. Bởi vì có nhiều khi tín đồ tôi nói thầy ơi, sau 2 tháng thầy chưa có mặt ở Hậu Thanh, không phải tôi, bởi vì tôi đi giảng khắp nơi. Nhưng mà Chúa đã đem chiên của Ngài vào trong chuồng đó, bởi vì linh của Chúa hành động ở tại đó. Có hai mẹ con đến Hội Thánh của chúng tôi và tôi nói cô, sao có Hội Thánh này mà không tới? Và cô nói là tôi nhóm nhạc hậu Nguyễn Tri Phương, Hội Thánh Tin Lành. Tôi hỏi sao cô tới đây? Con gái của tôi tin Chúa 5 năm rồi mà nó đến giờ giảng, đến giờ đọc phượng, một sư mấy ông nó ngủ kỳ cục lắm. Tôi nói ngủ cái sao? Nó gì? Nó ngủ, không phải là nó ngủ mà nó kỳ lắm một sư. Và tôi biết con gái của tôi nó có vấn đề. Và nó nói tôi là mỗi lần nó ngủ là có biết bao nhiêu những cái người phải ăn mất về kéo trên nó. Mà nó ngủ không được một sư. Và tôi nói nghe nó là một hồi thánh ngủ tuần của một sư ở đây có thể giải cứu con gái tôi. Và tôi dẫn con gái của tôi tới. Và cảm ơn Chúa sau 3 tuần lễ tiên tiết cầu nguyện thì bây giờ cô gái nó lại được chữa lành hoàn toàn. Amen. Và được giải cứu hoàn toàn bởi ơn của Chúa. Và bây giờ họ là thành viên của hồi thánh chúng tôi. Tôi không có kéo, tôi không có dụ, tôi không có kêu ai hết á. Linh của Chúa đem người ta tới. Quý vị nói amen không ạ? Amen. Cho nên tôi khích lệ tất cả các hoàng nhiệm, đừng có tuyệt vọng, đừng có ngã lòng, đừng có bỏ cuộc quý vị. Khi chúng ta thật sự nói Chúa, chúng ta khao khát rằng Chúa ơi, không phải con, chỉ có linh của Chúa hành động thì hội thánh này mới sống mà thôi. Amen. Và cảm ơn Chúa, linh của nợ nần, thiếu thốn, nghèo đói bắt đầu đi ra hộp hội thánh chúng tôi. Vì sao vậy? Bởi vì con người khao khát ở trong chỗ công. Những con người khao khát mong đợi thánh linh của Chúa hành động. Cho nên nếu ai trong quý vị ao ước rằng thánh linh của Chúa hành động trên hội thánh mình, thì quý vị ơi, hãy bày tỏ cái sự khao khát mình bằng sự cầu nguyện với Chúa. Amen. Đừng ngọn lửa màu hội thánh của xuất hiện nữa, đừng ngọn lửa màu hội thánh Thiên Đô nữa, mà đến lúc chúng ta phải hành động, mỗi hội thánh nên xây dựng cái giờ cầu nguyện cho hội thánh của mình. Tôi tin rằng Chúa làm trên Sài Gòn, Chúa sẽ làm trên miền Bắc của chúng ta tại đây. Cái không có vương sẽ tiếp tục xảy ra ở tại đây nếu tất cả những thành viên hội thánh, tất cả những người lãnh đạo tại đây ý thức rằng chỉ có Chúa Thánh Linh mới làm điều này. Chúng ta sẽ trở nên hội thánh như một đội quân. Tôi rất là ngạc nhiên mà tôi rất là lạ lùng mà tôi nói, một buổi sáng tôi chỉ ngồi dậy đó, cảm ơn Cha về điều ngày làm. Tôi rất thích cái bài của ông Đồng Minh, ông đã sáng tác bài Cảm ơn Chúa. Vui thay khi con đến với Cha, mọi điều từ trong lòng con chỉ muốn nói với Ngài rằng cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Vì mỗi điều Cha đã ban, vì mỗi nguồn ơn phước Chúa tuôn tràn trong cuộc đời con. Chúa làm, tôi hoàn toàn không có làm gì quý vị. Nói thật, tôi không có làm gì trên hội thánh của tôi cả. Chỉ có một cái điều mà tôi làm đó là tôi khao khát và tôi nói với Chúa rằng Chúa đầy hội thánh của Ngài. Nó tăng trưởng chưa bao giờ có. Chỉ trong 2 năm và đến năm thứ 3 bắt đầu phép lạ xảy ra là chúng tôi đã có một cái nơi nhóm với sức chứa là 300 người. Cho nên tôi rất mong rằng lời của Chúa buổi sáng nay sẽ là một sự nhắc nhở và khích lệ cho tất cả quý vị. Và điều cuối cùng mà chúng ta sẽ thấy khi thần của Chúa bận này, khi nào? Khi mà chúng ta sẵn sàng thưa vâng vinh. Xin mở với tôi trong Roma 8 câu 6 câu 7. Roma 8 câu 6 câu 7.